16 năm rồi thì những cái lứa 16 nó đã có cái thành tích tốt như vậy thì anh thấy so sánh thì so với lứa là từ 16 đến 2000 cái đấy bây giờ để so sánh đấy thì rất là khó, bởi vì bóng đá của chúng ta ví dụ 16 năm về sau này thực tế là chúng ta cũng phát triển, và đương nhiên là khu vực châu Á và Đông Nam Á người ta nếu đúng là cái sự phát triển của ta còn nhanh hơn mình thì đấy cũng khó nói về cái so sánh với hai cái hết. Nhưng mà tôi chỉ biết là cái lớp này của các cháu là cái điều là cái tinh thần của cái chơi của nó, cái tính tập thể cao hơn, chứ nó không phải là chúng tôi không dựa vào cái cá nhân nào mà cái quan điểm của cái chơi của cái lớp mà sẽ